Chào anh em nhé, hôm nay mình nhận được một bưu phẩm của bác Nguyễn Bá Sơn ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Bác mệnh danh là mật ong rừng. Hôm nay bác ấy gửi cho mình một cái nồi cơm sao này. Đây anh em này. Ui, nồi cơm VIP luôn anh em này. Con này là con Zuji. Mình sẽ nhấc lại xem là nó là Zuji gì nhé. Ui trời ơi, nặng thế này. Ây da da. Đây là con Zojirushi. Mã của nó là LP BG10. Con này áp suất anh em này. Đó. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện xem là con này đang bị lỗi như thế nào anh em nhé. Hôm nay sửa cho bác cái cao bằng con Zoji. Cắm điện là ôi, có điện này anh em ơi. Như vậy là con này vẫn có điện, không biết là bị vấn đề gì đây. Ồ. Màn hình cảm giác khi bấm nó bị lóe hết lên này anh em này. Ui dồi, ui rồi, ui rồi. Phát lắp không lắp được. Như vậy là con này điện rất là chập chờn. Điện là vừa dập tròn mà lại vừa nhập nhoàng. Bây giờ mình sẽ phải phanh ra để kiểm tra thôi, xem nó bị sao nhé. Xem lỗi làm như nào mình sẽ báo cho anh em nhé. Ok anh em này, hiện tại là mạch này mình đã tháo ra này. Và bên cái vỉ này đã bị dán nó xâm nhập vào rất nhiều luôn. Đây, tháo còn nguyên dán này anh em này. Đấy, cho nên là dẫn đến là nó, chân dán nó ướt, nó dẫn đến là bị nhập nhằng. Bây giờ mình sẽ phải đánh sạch và đi đã, rồi bắt đầu mới tiến hành sửa được. Và sẽ tiến hành đo từ đường cáp bên này sang bên kia. Đây, cáp này cũng bị dán nó vào này anh em này. Đấy, anh em phải đo cho mình từ chân bên này nhé sang bên chân mạch bên đây thì mới chuẩn được, chứ còn anh em đo tại chân cáp nó không chuẩn đâu. Và cũng tiến hành thay pin luôn, con này hiện tại cũng đang hết pin. Bây giờ mình sẽ đánh sạch những vết dán ẩm với lại ẩm ướt của dán này nhé. Và để xem có bị chạm chập ở đâu không. Rất ẩn. Ok anh em nhé. Sau khi vệ sinh sạch sẽ như này, thì mình kiểm tra sơ bộ thì có một con tụ là con tụ 35V 100mm hiện tại là đang bị lồi đít. Đây đang bị nứt ra đây này, anh em nhìn thấy chưa? Đây bên này rất là phẳng nhé, con to này rất là phẳng này, con này đang bị lồi này, thì cho nên là nguồn nó không đủ, nó sẽ bị màn hình nó nhập nhằng như vừa rồi nhé. Bây giờ anh em sẽ thay cho mình cái con tụ rồi đi. Đó, vì là con này đang bị khô đi rồi, khô nó nứt hết cái đít ra đây này. Giờ mình sẽ nhỏ luôn ra nhé anh em nhé. Con này anh em tháo ở cái mạch khác sang cũng được, là lấy con tụ tương đương sang là ok, đúng thông số là cũng được. Mình sẽ tiến hành thay luôn nhé. Đây là con tụ lối đít. Đó, thì mình sẽ lấy một con khác ra. Đây anh em nhé, nhìn hai anh em so sánh hai con tụ này. Đấy, một con đít rất là bằng nhé, một con hơi lồi lên một tí nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là thay con tụ này vào nhé. Con tụ này lồi thì vất đi này. Đấy. Cái này nó bị ẩm nhiều quá, dán nó vào nó ẩm dẫn đến là nó chập chân tụ này thôi. Đấy, anh em cứ kiểm tra qua. Cái này mắt thường nhìn thấy anh em ạ, cho nên là anh em không cần phải đo đâu. Đó. Ok. Anh em hàn đúng đầu âm dương là được nhé. Cái này thì nó là đơn giản thôi. Tiếp theo này sẽ phải kiểm tra tất cả các phím bấm nhé, xem là có thông hay không. Có bị con nào bấm không ăn không thì thay luôn nhé. Và tiến hành thay luôn pin. Pin đang hết nha anh em nhé.
Bây giờ mình sẽ thay pin pin luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thay pin hay là mua pin thì liên hệ nhé. Anh em có pin. Pin này là pin chân nằm nhé anh em nhé. Đó. Đây. Pin nó để nằm xuống như thế này gọi là pin nằm, còn nó dựng đứng lên như này thì gọi là pin đứng nhé. Thì con này là pin chân nằm, nó nằm cắm xuống như này gọi là nằm này. Bây giờ mình sẽ thay một pin pin khác vào đây. Anh em cũng đấu đúng chiều âm dương nhé. Anh em nào mà không biết thì phải đánh dấu nó vào. Đánh dấu trước khi anh em thay nhé. Tránh trường hợp là anh em lắp nhầm nhé. Nhớ anh em là không có đồ nghề thì anh em chụp hình lại. Ví dụ hoặc là có đồ nghề thì anh em chỉ cần đo chân mát và tụ là được. Thay luôn pin luôn. Bắt đầu mới tiến hành lắp vào test xem là nó còn bị như vậy không. À, pin này chân nó mới nó không ăn. Như vậy là mình đã thay pin xong nhé. Bây giờ mình sẽ test cắm thử điện ở ngoài thôi. Cái này thay pin xong nó không lên điện nguồn ngay đâu anh em nhé. Anh em phải kết nối điện vào. Giờ mình sẽ cắm này. Cắm vào để xem là nó nguồn nó lên như nào anh em nhé. Cái này chân cắm của nó rất là chắc chắn luôn. Vàng ươm. Ươm như cây trồng. Để chạy được thì anh em nối tắt cho mình cái chân cầu chì ở dưới đáy nồi màu xanh này vào. Nó tùy theo model nhá. Anh em tháo ra anh em phải nhìn đấy chắc. Không anh em lại hàn nhầm nhé. Cầu chì đáy nồi thì anh em có thể hàn tắt luôn ở trên mạch để test luôn. Đây, anh em chỉ cần câu sợi dây điện qua là được. Đây anh em kết nối dây nguồn vào đây. Này là phải cắm nắp ổ khoằm. Đấy 2 dây nhé. 2 dây vệ sinh xong anh em cắm vào đây. Đấy cắm vào lên nguồn luôn rồi anh em này. Đó, đây lên màn hình luôn rồi nhé. Kiểu cắm lúc này nó mới thông mạch đấy anh em ạ. Nó thông mạch nó mới lên. Ok. Sau khi kết nối xong rồi thì mình sẽ cắm thử điện xem là nó có triệu chứng gì nữa không nhé. Nếu mà màn hình mà không thấy triệu chứng gì thì mình sẽ tiến hành lắp lại thôi. Lắp lại và test xem là nó lúc nãy là nó đang còn y cái gì anh em ạ. Đó. Và lỗi E01 là chưa kết nối.
Như vậy là phần nguồn tạm thời ổn định rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ test lắp hết vào mạch, vào nồi cơm để xem là nó còn phát sinh thêm gì không nhé. Rồi, mình đã lắp tạm rồi nhé. Giờ mình sẽ cắm rồi. Ok, mình sẽ khởi động luôn này. Rồi, như vậy là đã chạy rồi. Bây giờ trên màn hình lại hiển thị thêm lỗi H17 anh em ạ. Có nghĩa là cuộn hút không hút. Bây giờ mình sẽ phải kiểm tra xem là cuộn hút này nó còn sống hay chết hay không nhé. Thì cái đấy là nó liên quan phần khóa nắp nồi. Khóa nắp nồi thì anh em sẽ tháo cho mình cái nắp trên này ra. Để anh em kiểm tra xem là cái phần cuộn hút nó còn sống hay không. Đây, để trong này rất là ướt luôn anh em này. Không biết là các bác ấy vận chuyển điều gì này, ướt hết bên trong luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hai ốc đằng sau này ra. Và tháo luôn trên này nó có ốc này anh em này. Trên cái tay này nó có cái ốc này. Chỗ treo ốc ở chỗ này này. Để anh em phải tháo ra thì mới cậy được cái vỏ ra nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cậy vỏ ra để kiểm tra xem là con hút còn sống hay không.